anh bảo người Hà Nội xịn phải biết ăn chả cá, thế em biết đến kinh kỳ chưa? Ôi, mình bị có đến đi ăn chả cá thật đấy. Nhưng mà mình về cái món này hấp dẫn quá, thế là lại phải quay xe. Hôm nay mình có gọi sườn non BBQ, tim gà ngọc kê, đậu hũ sốt trứng muối, cung phu dê non cháy tỏi và rau bọc khai. Mình sẽ thử cái cung phu dê non này trước, nghe rất là cung phu. Vị dễ ăn lắm, thịt dê ngon mềm. Đây là món tim gà và ngọc kê mọi người ạ. Mới biết ngọc kê là cái gì không? Không gian đấy rất là sang trọng luôn, và món ăn ấy rất là phù hợp với là các gia đình đi. Cái món này ăn với cơm trắng thì tuyệt vời. Lâu lắm rồi không được ăn cơm mọi người ơi. Siêu đỉnh luôn. Đây là đậu hũ sốt trứng muối, trông hấp dẫn đấy. Nhưng mà không hợp mình lắm mọi người ạ. Rõ vị trứng muối hơn một tí thì ngon. Cái sườn đây đặt trong cái mâm trông rất kiểu Việt Nam ấy. Nhưng mà trong cái không gian này chắc chắn là không thể nào mà ăn sườn bằng tay được rồi. Không ba la, mình đã nhờ quán cắt ra ăn cho dễ. Sườn này là sườn non sốt BBQ, ướp ngon lắm. Ăn cùng với salad này. Ui, salad đỉnh của mọi người nên chọn cái miếng nào mà nó lát cả mỡ này này, ăn sẽ không bị khô. Còn cái miếng nó mà nó nạc quá ấy, ăn sẽ hơi khô một xíu. Tóm lại là với cái không gian lịch sự như này ấy, mà đồ ăn thì ngon miệng, phù hợp để lấy lòng bố mẹ nhà người yêu.